giờ tại thiên đại thánh đang lại ở đền thờ của cậu Năm. Như vừa rồi thì đại thánh cũng mới được kinh xong. Yêu quái từ thiên bắt hết. Cả thiên đang đi trong vòng ngọn của cậu Năm các bạn. Đây hẳn đây anh mà tôi cần người anh dân thường nhìn trong trời cao tập trung lòng lo lắng không yên đường thiên kim thật xa không mai thì nguy chẳng bữa ngày tháng cùng năm trôi chậm một buổi đắng cay điều qua chết đi hướng nào về đâu la la Ta con nơi chẳng này xa thiên mùng. Thì chúc con quá xa, bao khó khăn ta vượt qua. Nguyện công đôi bước khó khăn luôn vượt qua. Sư Bây giờ thấy bắt yêu quái nằm chưa? Trời ơi, cái này của mày yêu quái đó nha. Nó bỏ chạy luôn rồi. Yêu quái rồi. Yêu quái đâu mà bắt liền một cái. Bây giờ cho anh này à. Cái này á, cho ngày anh ta đi mình qua bên mộ của con hắc quái đi. Bển có yêu quái bển nó không chạy bển. Tao tiến hả? Lúc đẻo giữ mộ cầm mà gậy cho Tà Thiên đi chứ mất gậy của Tà Thiên không được à. Rồi chạy lấy cho Tà Thiên 3.000 em. Không đó luôn nha. Có rồi đi, có rồi. Không có con đại anh đi ấy. Hồi nói em chạy theo Tài Thiên luôn mà không cần đốt nhang đâu, em đốt cho ổng luôn. Em lại giờ đi phò tá cho ổng đó. Bây giờ bắt giới lỡ đi uống cà phê, bây giờ em phò tá ổng đi. Bắt giới thì lo uống cà phê chọi không à. Ừ.
anh kim lại quỳ lại luôn, quỳ lại tại vì không có làm được nữa. Đúng rồi, chàng nghiêm ha, nhưng mà đi đọc nghi thức là thiên vị đó, từ nãy ông Ngọc Phong là có bị tiếp đặt cái tay giờ thì Ngộ Không vừa mới thắp hương cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, giờ Ngộ Không sẽ đi di chuyển ra ngoài để mà tham quan những cái mộ phần của nghệ sĩ nha. Còn mấy mươi vậy, còn mấy chục phép à? Còn mấy chục à? Chia cho anh Phúc, hoàng hài với Nguyên, hoàng hài. Bữa nay Tần Thiên hứa chặn là sẽ cho thêm 5 phép nữa. Ừ, 5 phép nữa. Nãy không nè. Tần Thiên không có. Tần Thiên đi làm thiện à, không có đi trường mai như tiêu nữa. Sao ta sẽ nhổ ba cục lông chứ biết gì không? Thôi nhổ ba cục lông kia thôi, ta sẽ thổi phần đan kim đó, ta sẽ lột bộ da nhà ngươi ra, ngươi biết gì không? Ta sẽ mài cái áo cái mặt nè cho ấm mùa đông phải không? Lúc đó mà khi đó mất bộ da đó, con mũi tốt ngươi nè, con kiến nó bu ngươi nè, con gùi nó tha ngươi bay mất tiêu luôn, còn quá thằng thứ hả không hả? Ừ, tính đâu không hả, chết luôn á. Tại Thiên chơi ban cái này thành cái dao 1 2 3 ca. Bây giờ cả nhà ơi, không muốn đơn độc hơn thì bây giờ mình cũng có kỳ nguyện kinh chứ, là bây giờ cậu Năm Vũ Linh được cả nhà. Thôi bây giờ mình sẽ tặng cho cậu Năm Vũ Linh cho chúng ta một cái tuồng cải lương cả nhà, đó là quả đông cho bà đông mà, xin mời cô chú anh chị. Wow, hay quá. Bây giờ dỗ ba chứ mà dỗ Đông Sơn Bạch Thu Hà, dỗ Đông Sơn Bạch Thu Hà. Wow, hồi trước á cậu Năm Vũ Linh á chuyên hát tuồng rồi cả nhà đó, cho nên hôm nay thì đây là hậu bối của cậu Năm Vũ Linh cả nhà. Thôi không biết nó làm hơn hơi bài hát này thì nói chung trước thì Tô Phong á cũng tặng cho cậu Năm Vũ Linh á là được về cho nước bạn an lạc, đến thứ hai nữa thì Tô Phong cũng sẽ tặng cả nhà trong nước và nước cùng thưởng thức nha. Biên con lá ra thu hạ em ơi, đường dài mình mong mình không đánh nơi mấy nước buồn con lá bông anh coi chuyện trung tình không thay riêng em một mình, cây tôn lá xanh xây mồ cho anh anh đau về ba trong con chiến tranh đứa tiếng nào hay ghé chia canh cho hẳn muôn đời nói nữa chi thêm nghề hàng lời trời ơi bao xa có giữa chiến trường tổ tiên nên gió đông xa đành chia ta vinh viễn bạch thu hà, bằng tình chung ơi đừng hoài con mòn mỏi đợi chờ ai gọi tên ta trong những chiều sương lạnh khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa, hay những lúc cánh kia tựa ghềm chỗ ngắm ánh trăng ngà nàng hãy nhớ đến tháng năm này có một người yêu đã vùi thay giữa vùng trời ca chân. Ơi, cảm ơn.
cảm ơn Tài Thiên. Để cho Tài Thiên nghỉ mệt chút xíu đi. Tài Thiên nãy giờ mệt lắm rồi. Hơi mệt lắm rồi. Tài Thiên nghỉ mệt xíu đi. Cô chú ơi. Rồi lấy cho Tài Thiên cho nước đi. Thì thật sự mọi người ơi, hôm nay là Tôn Ngộ Không đến viếng mộ cậu thì rất là vui luôn. Nhưng mà không hiểu tại sao là Tôn Ngộ Không đây là cục một cánh tay, thì Tôn Ngộ Không cho mọi người khán giả trên trong lòng biết là tại sao Tôn Ngộ Không cục cánh tay này vậy. Tôn Không xin chào quý vị khán giả, cô chú, ông bà, cô bác trong nước và nước tận xa nha. Tôn Không thì nói chung hồi đó thì Tôn Ngộ Không chưa có vô cái vai diễn Tại Thiên Thánh cả nhà, thì Tôn Không cũng nhậu khổ đi mà ngướng ở đó người ta rồi tấm nuôi con mà cả nhà. Thì không may thì Tôn Không bị mất một bàn tay do mấy chút lúa đó cả nhà. Đó, thì cho nên là tội nghiệp ghê đó. Mất đây là bao nhiêu năm rồi Tôn Không? 15 năm rồi đó chứ. Như là cái ước cao của Tài Thiên em biết sao không? Như là bữa đó anh nói là Tài Thiên á, là như là có, nếu mà có cô chú anh chị các bạn nào mà thương Tài Thiên cho cái bàn tay giả, Tài Thiên chịu không? Không chịu. Ok quá tốt. Không chịu. Cho cái bàn tay giả. Không chịu. Không chịu luôn. Ừ, chỉ cần là một có bộ đồ giáp để đi hát phục vụ cho mấy em thiếu nhi thôi. Nó là như là không màng tới bản thân mà chỉ là cần cái bộ đồ giáp để đi hát phục vụ cho cô chú thôi với các trẻ em á. Tại vì đã thánh ở cả nhà thì ta thánh là bằng cái tâm á. Đã thánh chẳng sợ là cực khổ gian khó nắng mưa. Nhưng mà đã thánh chỉ là làm cái tâm á. Chủ yếu thì cái này đã thánh chỉ giả Tôn Không thôi cả nhà. Đã thánh thì chỉ làm cho chầu vui thôi, để cho các anh thiếu nhi thích. Điểm nhất, điểm thứ hai nữa là cô chú anh chị thấy hài hước đó mua giấy số ủng hộ tiếp Tôn Ngộ Không. Giấy số hả? Đúng. Bữa nay có lấy số không? Không, bữa nay là Tài Thiên chỉ là lên phục vụ đốt nhang cho cầu năm thôi, chứ bữa nay là Tài Thiên nghỉ ốp bán giấy số một bữa. Tại không có hoàn cảnh. Nó còn ảnh hưởng ha. Nói chung là không ơi. Bây giờ mình còn ủa cái vỏ Tài Thiên đâu vậy? Bây giờ mình còn đi mua được cái cầu năm nữa. Mình lấy tiền Mỹ mình gửi vô 1 triệu này, tới tiền Mỹ. Wow, quá tốt luôn. Nhưng mà sư huynh cho Tôn Không hỏi là sư huynh tên gì đấy? Tên gì Sống Niêu. Tên gì sư huynh? Nhịp Sống Niêu. Sống Niêu. Mình lấy tiền quỷ á. Thôi giờ cô chú chị ơi, cô chú có anh chị cứ xem các kênh YouTube của anh mà Việt Nhịp. Nhịp Sống. Nhịp Sống Niêu. Cái nhà. Nói chung thì cái kênh của anh á, chiếc tiền quỷ cho Tôn Không 1 triệu làm kinh phí từ qua lên đốt hương cho 1 năm Vũ Linh rồi cả nhà. Cả nhà xem cái kênh của anh mà anh nhiều xuống đi, còn mấy anh em ở đây nữa. Các kênh YouTube hôm nay có mặt hôm nay đó cả nhà. Các nhà, cả nhà và cô chú anh chị trong nước và nước gần xa. Nếu thấy có tâm, thấy hay thì nhớ là bấm comment là cho like và nêu cả nhà. Thì tôi không xin cảm ơn A Di Đà Phật. Tôi không cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị cả nước và nước được an lành, mô Phật. Ngồi không nha, bây giờ đi mua đồ cúng cho cậu năm nữa, giờ này qua 9 giờ rồi. 9 rưỡi rồi. Dạ. Bay ngồi không nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Cúng vô năm đó. Hả? Dạ, anh muốn đưa nhiều đưa. Chứ em với anh Huy đi chia sẻ câu chuyện của chị Hà Té Xà Lan miền Tây, thì có gặp anh Tôn Ngộ Không bán vé số ở gần cái hiện trường của chị Hà Té Xà Lan. Thì lúc đó là hai anh em là thấy là Tôn Ngộ Không đi bán nhưng mà cục cánh tay, thì hai anh em mới theo tìm hiểu, có theo Tôn Ngộ Không về đến nhà. Cái chỗ ngủ của Tôn Ngộ Không hiện nay là không hề có, là ngủ nhờ nhà của em rể. Hàng ngày ngủ để Tôn Ngộ Không đi bán vé số về là ngủ ở trên trong một cái kho, mà cái kho đó để đồ xây dựng hết rồi thì không có chỗ ngủ, thì Tôn Ngộ Không ngủ ở trên một chiếc xe ba gác. Đó là một cái video anh em cũng có quay lại cái vị trí của Tôn Ngộ Không ngủ, là hiện nay là Tôn Ngộ Không sống một mình không nơi nương tựa luôn. Tôn Ngộ Không có thể chia sẻ câu chuyện gia đình của mình. Thì vậy nè, nói chung ra nếu mà cần thiết chia sẻ thì Tài Thiên chia sẻ, còn không cần thiết thì có thể Tài Thiên bỏ qua. Rồi như là Tài Thiên đã bỏ qua rồi, thì như là cái hoàn cảnh của Tài Thiên thì nói chung ra anh em mà có xem được cái hoàn cảnh của Tài Thiên thì cứ coi kênh Phúc Nhà Đủ Chú Hương Đức và Quyên Long TV, thì cái đó là có chia sẻ về cái hoàn cảnh của Tài Thiên ha. Bây giờ là thôi, anh em mà hân trần có gì muốn chia sẻ là Thiên không? Thật sự là hôm nay Tài Thiên đến đây cũng là, nếu mà từ Phà Dầm Cống đến đây rất là xa xôi, cũng mến cậu đến đây thắp hương cho cậu, đọc kinh cho cậu, là rất là quý tấm lòng của Tài Thiên. Mà Tài Thiên thì thứ nhất là làm cái nghề bán vé số thì mọi người biết là kiếm từng cắt từng đồng, 1-2 ngàn cũng cố gắng là đóng Tài Thiên, rồi làm cho những thiếu em thiếu nhi vui vẻ, sống nó thêm tươi đẹp thì quá quý rồi.
đó cũng rất là nhiều anh em tặng nhiều lộc cho anh em Tài Thiên đến đây để tặng lộc cho Tài Thiên. Rất là quý tấm lòng của Tài Thiên, cũng không biết nói gì hơn nữa. Thì anh em ở đây cũng như là mọi người rất là mừng luôn có Tài Thiên đến. Tại vì khi mà em xem mới đầu là em không có thấy cái tay, em thấy cái tay nó cái áo xuống. Nhưng mà khi em thấy cái tay dở lên á. Hay là nói cái, chung như là có một cái các bạn phỏng vấn của Tài Thiên là đã xúc động gì cậu nha, ủa với Tài Thiên nha các bạn. Lên lúc mà quỳ lại cái tay á, là dạ em chỉ muốn em là nói chung ra cái lúc mà Tài Thiên em biết sao mất cái tay á là Tài Thiên muốn kết liễu đời mình luôn đó. Như là Tài Thiên khó khăn quá mới vượt qua để Tài Thiên dành cái cuộc đời này để dành cho các em thiếu nhi. Cơ nhỏ mồ côi, Tài Thiên cứ đi chỗ nào mà múa hát diễn vậy đó là Tài Thiên không có lấy tiền vé hoặc là không thấy gì hết, như là bỏ công mình ra để là đi phục vụ cho trẻ em, như là phục vụ trẻ em là về cái vấn đề mà cho trẻ em bớt coi điện thoại lại chứ cho trẻ em học giỏi, đúng không Tài Thiên? Tại vì cả nhà bây giờ tôn không nè, đặng bộ đồ này vô cũng nóng được cả nhà, thời diễn bây giờ đó mà cũng mệt lắm cả nhà, nhưng mà tại vì tôn không thì chỉ làm được một cái tâm thôi. Còn cái màn trời chiếu đất á, ăn bỡ bụi giờ tôi không đã thánh đã quen cả nhà, không màng đến sức khỏe, không màng đến cái việc ăn uống hay là những đồ cũng được. Yêu cầu mà có sức khỏe để đi diễn cho mấy em thiếu nhi xem là được ha. Khi mà em với anh Huy gặp Tô Ngô Phong ở miền Tây, ở gần cái vị trí quán chị Hà đó, là có đêm đó là mời Tô Ngô Phong vào khách sạn ngủ. Tô Ngô Phong chia sẻ với hai anh em không thể cầm được nước mắt. Tô Ngô Phong nói là cái lần đầu tiên mà Tô Ngô Phong được ngủ khách sạn, đa phần là ngủ trên xe ba gác với ngủ dọc hoặc là ngủ theo chợ rồi đó. Đúng rồi, không có tiền đâu ngủ. Nhưng mà sắp đây là bây giờ bắt đầu ngày hôm nay là Tô Ngô Phong sẽ có chỗ ngủ rồi. Và báo cho Tô Ngô Phong theo một cái ước mơ của Tô Ngô Phong là Tô Ngô Phong nói là hàng ngày Tô Ngô Phong sẽ đi diễn cho các em thiếu nhi xem. Ngoài cái việc diễn thì Tô Ngô Phong là muốn là có một thầy nào đó dạy Tô Ngô Phong hát. Thì đã được anh Siết Phạm đã nhận dạy hát cho Tô Ngô Phong hoàn toàn miễn phí. Thì bắt đầu ngày mai em sẽ đưa Tô Ngô Phong xuống quận 9 để được anh nghệ sĩ Siết Phạm sẽ dạy cho Tô Ngô Phong. Dạ. Tô Ngô Phong cũng xin cảm ơn hơn, xin chân thành chân thật cảm ơn anh Phúc và chú Thu Đức. Dạ. Còn về cái việc mà Tô Ngô Phong lưu trú mà ở lại thì em sẽ hỗ trợ cho Tô Ngô Phong không phải mất một cái khoản phí nào, như là cái ngày đầu tiên mà Tô Ngô Phong có gợi ý với em á. Là chỉ xin em đi theo lên thành phố Hồ Chí Minh để bán số và chỉ dẫn đường đi thôi. Nhưng mà khi em đến về cái nơi ở của Tô Ngô Phong tìm hiểu quá khó khăn thì em sẽ hỗ trợ cho Tô Ngô Phong cái chỗ ở không phải mất phí ha. Quá tuyệt vời rồi, cô chú anh chị. Em xin chúc Tài Thiên Đại Thánh sắp tới là có được nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và thành công nha. Tô Phong cũng kính chúc cho ông bà cô chú anh chị trong nước và nước Bình Thanh nha. Một ngày mới tươi đẹp, làm ăn thành đạt, gặt hái thắng lợi, thành công nhiều trong cuộc sống, chúng ta an lành hơn với đồng bạc. Rồi cảm ơn Đại Thánh. Còn đúng một chân luôn à mọi người. Cảm ơn Thánh rất là nhiều nha. Đúng một chân khó lắm á. Khó lắm. Có phải mà con không dùng đúng một chân thôi. Con không đúng hai chân nữa nha. Và rồi thì chắc có lẽ thì em kết thúc video tới đây các bạn. Được lợi chứ. Rồi, tốt sao nha.